Uy. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay cũng như bao clip khác rồi, mình sẽ chơi tiếp tựa game Outlast 2. Thì hôm trước chúng ta sẽ xuất hiện thêm con quái vật đấy, đó là một cái thằng béo cưỡi một thằng trẻ con. Nó có khả năng đặc biệt là dùng cung để bắn, cung mà còn tầm cả lửa ấy, nên bắn là khá là đau, bắn hai phát là rụng rồi. Thì hôm trước mình vào cái tủ này đây, trong tủ này có một cái quần áo. Thì thằng hai hai cái thằng đấy nó đợi 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 mình sẵn ở ngoài rồi, giờ ra là nó bắn sấp mặt luôn. Ui, lấy binh chạy ra khỏi đây thôi. Ui. Ui. Té 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 thôi. Ui, sẽ đóng lại. Nhảy qua đây. Lấy gạc quấn nữa. Giờ phải thoát khỏi ngày nó nhìn nó đợi mình ở ngoài kia kìa. Thằng này thì nó sẽ chăng mấy cái kiểu như là dây sắt ở đây để chặn mình ấy, không cho mình ra, kiểu đấy là bẫy, cái bẫy của nó đấy 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 đấy. Nó đuổi đấy. Ui, đây là lối ra rồi. Đấy, ui, nó bắn kìa. What the fuck anh ơi. Anh có thể đợi em đi rồi em bắn không? Mẹ nó bắn luôn á. Nó đang đuổi đằng sau kìa. Ở phía trước là cái khúc cây thôi, đi từ cái này, đi từ từ. Bình tĩnh rồi, đi bình tĩnh chứ không rơi xuống đây à. Ui anh ơi, đợi em qua mà không bắn anh ơi. Đi đúng kiểu, đúng kiểu, đi người mẫu, đi từ từ, từ đi trong cái cây này. Từ té. Ui ui nó bắn kìa. Nhảy. Ui hết bố băng gạc rồi. Ui thằng nào đây. Ui anh ơi. Ui ui. Thôi. Bạn bạn ngủ thì bạn ngủ đi chứ. Ở không leo thì ngủ đi. Ra đây. Ui nó vẫn bắn. Lé vừa vừa. Rồi. Headshot luôn. Giờ đi tiếp thôi. Ui giời ơi, thôi rồi. Ui. What the fuck? Nhảy. Trên đây. Có xong thể lên lên đây ta. Ở đây, đây. Cái này cũng góp nhà, góp nhắc cho nhà nhé. Ôi, thôi anh ơi. Thôi. Ui thùy, chạy rồi. Ôi. Cứu, có ai không? Cứu. Đây rồi, phát đây rồi. Ôi thôi xong rồi. Trời ơi. Bị vào bẫy của ngay rồi. We have you. Thôi xong rồi, okay. Vào bẫy của nó rồi. We have you. The gospel isn't done yet. Cái thằng này nó hay đặt cái bẫy dây sắt ở đây. Resurrection. Tôi xong rồi, tôi sống rồi. Nó trôn sống mình rồi. Phút rồi. Yes, we've returned him to the way of sorrow. Nó bảo là hay à? Người hay là trong bộ chờ đợi đi. Take him. When he rises, we all will have our communion.
Xuống cái thái em ơi. Anh chôn lông lông rồi để tí em còn phá nhé. Anh nghe bắt đầu sợ rồi. Bị... Don't. Please don't. Please don't. Làm ơn mày không mà mày nói những thời thì nó cũng không ấy đâu. Cũng không Are you crazy? Phải là mày điên rồi, đâu mà mày. Tự nhiên. Nó tôi sống rồi, lấp. Chôn lông rồi nhá. Nhớ om luôn. Nhớ om này sau chơi ra. Ở đây, đây. Thanh niên đang cào nào, đẩy thế nào, 1, 2, 3 lên ơi, lên lên được chưa, lên ui lên được rồi, phát rồi thôi, bạn lên nhé. Rồi chạy tiếp. Ôi Hey thôi nhá. Thôi anh ơi. Thay em anh ơi. Ôi chạy mẹ lối cụt rồi. À đây. té thôi. Ôi. Mày cút nhá. Riêng mày cút. Ôi lại chạy về chỗ này. Ôi lạc rồi, lạc trôi rồi. Giờ đi đường nào là đường đúng đây? Nhấp nháp để có chịu lực. Thôi anh ơi, thôi nhớ anh ơi. Đấy lúc cứ đã đuổi theo, nhấp nháp để có chịu thật. Nhanh lên, gần thoát rồi. Gần thoát rồi bạn ơi. Đi qua. Đi qua anh em, đi qua. Gần qua rồi. Ui. Qua. Má mày, chui qua đây, nhanh. Giỏi, chui qua đây. Nó đi ở đây thôi. Bin đây. Mấy anh ơi, thay em mấy anh ơi. Gạt đâu hết rồi ấy. Ui, thằng nào vừa kêu vậy? Mình đến cứu đấy bạn ơi. Thanh niên này bị treo cổ kêu một tiếng thất thanh. Đây là ai? Mấy thằng hình như nó bắt thằng này, tại vì thằng này treo cổ này, tại vì thằng này nó để mình trốn thoát thì mày. Ui, thanh niên này. Rõ ràng mình nghe tiếng A cái chết luôn. Thất cổ mình kêu được A. Tài thật. Đi đâu. Giờ không có băng cơ. Đấy, giờ mới cho băng.
Thôi nhá. À đây đây là cái hầm. Đây là đường đến hầm mỏ đây. Mình sẽ phải đi thuyền đi qua cái sông này và đến hầm mỏ. Nhưng mà trước khi đến hầm mỏ phải đi qua cái chỗ này. Rồi đây rồi. Cái chỗ này khá là cao. À đây. Ở đây. Ở đây thì hình như ngày trước là có một cái dây, nhưng mà cái dây nó bị mất rồi. Tại vì chỗ này quá cao nên phải dùng dây để đu xuống. Sorry, tôi đã dùng cái cầm cái dây thừng nó đi rồi. Bởi vì cái tìm cái dây thừng này để trèo lên thiên đường. Mấy thanh niên ảo tưởng vãi. Trong bức thư ấy nó ghi là tôi đã mang cái dây thừng đi rồi, mà cái mục đích nguyên nhân là lấy cái dây thừng để trèo lên thiên đàng. Chị ảo tưởng đấy. Ôi thôi anh ơi, anh ơi thay em mình ơi. Ui rồi chị ơi, ôi thôi nhá, thôi. Ui rồi lại ông này nữa. What the fuck? Ôi cái dây đây rồi, như đây dây đây rồi. Đừng phải bẻ cái này. Cái dây đây, bẻ cái dây. Dây đâu rồi ta? Fuck dây. Bay mỡ đâu rồi? Hay nó bay xuống dưới vậy này? Bay mỡ xuống dưới rồi, thôi xuống dưới đi tìm. Ui anh ơi, thôi anh ơi. Anh ơi đừng vào anh ơi. Anh ơi. Ui giờ này mắt tinh vậy. Ui. Thanks. Rồi lấy được cái dây rồi. Thôi nhá, thôi. Sắp mặt luôn. Má đang xuống dốc tự nhiên. Mà cái dân làng này cũng tinh mắt cơ. Mình người bình thường ấy, mình phải nhìn qua cái camera này. Mà mấy thằng ấy không cần nhìn bằng camera, bằng nhìn bằng mắt thường luôn. Chất vậy, mắt thần rồi. Té té té. Ui. Ui ông này đi à? Quan đi à? Chết đi. Đù lại quay lại chỗ cũ. Ăn cứt rồi. Mẹ chạy đúng một vòng luôn. Đang chạy nhìn thanh niên còn đi, đang đi ỉa chứ. Bảnh tức. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Mình phải chui vào đây, chui nhanh. Hết mỡ bằng đếp với cay. Thôi người khai em mấy người, mấy người. Đây rồi, đường về nhà rồi. Cố lên bạn ơi, nhảy. Lên. Nào, dây đâu. Xuống rồi, xuống lên. Như đuổi nó đít rồi. Xuống bạn ấy. Ủa, anh ngủ rồi. Don't touch me. That's it, get your hands off me. Touch this girl. Nó cắt dây rồi. Hey, no. Ô, bọn người dân ảnh mình ảnh nghe thằng ấy chưa? Ảnh nghe thằng thằng béo xuống rồi. Chắc thanh niên này.
Thanh niên lại bị tim tim bóp rồi. Đúng là không sai ạ. Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Thanh niên này, hai thanh niên này kết cục đuổi mình đây, sắp mặt là khổ thân. Hai thanh niên này còn bị tim nó bóp chứ. Cái tội cắt dây tao đấy, bị tim bóp. Đồng đội ngu vậy. Đồng đội ngu như bò. Mẹ còn bóp cả tim nữa, đẩy cả thằng kia xuống. Ô, đi đâu ấy? Maybe I could. Fuck. Đây là một cái kiểu như là sân thượng của nhà trường. Ở đây thì bị tuyết phủ trắng xóa hết rồi. Đâu đây? Cái này không lấy được. À đi vào đây. Đi đâu? Ô đây có what the fuck thằng nào? Ở cánh sau cánh cửa đây. Xuống. Ôi. What the fuck? Cửa hỏng ạ. Ui, vào nhà rồi, ấm cúng quá. Ở ngoài, ôi. Dưới kia còn vết máu à? Hello, có ai ở đây không? Hello. Ui, nó ở dưới này. Ui, bỏ mẹ rồi. Má, chạy đây còn. Ui, chặn chốt kìa. What the fuck, ui, nó đuổi. Còn chặn chốt đấy. Ra nào. Ở đây còn không băng đết cơ. Rồi, đây, à đây. Xuống nhanh lên, mẹ nó bắt rồi. Đây rồi. Thoát rồi. Vẫn nghe tiếng cộc cộc đấy. Ui, nó đuổi. Hết chưa? Nhạc dừng là chắc là hết rồi. Rồi đi đâu? Lại quay chỗ này, cái cửa mở không? Không. Giờ đi đâu đây? Tối hôm om này còn bị thương ấy chứ. Ban đết thì hết rồi. Tờ gì đây? Lại một bức tranh giống kiểu trò chơi trong cổ. Ôi, lại cái gì đây? Cây gì? Ơ? Jessica! Come here! Jess! Hey! Quick! Mình phải bật V lên. Tại vì... Hãy đi theo những cái tiếng mà Jessica, to. Jessica! Can you hear me? And shed around me. My presence bright. I need not fear. Hãy đi, bây giờ phải đi theo cái tiếng to to. Kind and dear, quick, the day is done. Oh God, the sun, look down upon. Rồi đi tiếp rồi, tối quá. Nhưng mà cái này mình phải đi theo cái tiếng của con Jessica, chứ không thể đi linh tinh được. Nào đi à. Look down upon thy little one, O light of light. Nghe gần đó. Keep me this night and shed on me thy presence bright. I need not fear if thou were near. Thôi. Thou art my savior. Ở cái này thì mình bật cái chế độ nào thì cũng.
Nó cũng chỉ màu tối đen rồi. Ôi trời ơi, sao đi mãi không đến này. I need not fear. Được, tiếng to. Thou art near. Thou art my savior. Kind. This way, Blake. Jess, are you there? Jess, yeah. Ôi. Má bị thắt cổ chết rồi. Ơ, mình lại về đây. Thơ. Lại quay về thế giới thực rồi. Cái thế giới mà ở trường học là thế giới ảo. Đi tiếp rồi, nhanh. Đây đâu đây? À, xuống đây. Okay, get to the other side of the lake. À, ui, ở đây có một cái sông này. Fucking toe in that water. There's something wrong. That lake is wrong. Đây là mấy cái cây luôn. Ơ, mình ra được qua sông rồi này. Yên bình vậy ta. Đây là bờ sông này. Thằng này nó bảo là nước ở đây thì toàn là hóa chất đây. Mình sẽ đi tham quan mấy cái chỗ này. Đi kiếm pin. Kiếm pin phải ban đết đấy. Có rồi. Ở đây thì khá thuận tiện, nhưng ai mà thích câu ấy, có câu cần câu ấy. Câu. À đây có xiên nướng cá này. Bắt kẹt ở đây rồi. Thôi đi vào mấy cái nhà. Xem có pin bổng gì không. Ở đây bọn này nó xiên cá nó ăn. Ơi. Pin không? Pin đâu rồi? Có. Xin không có pin ạ. Giờ đi đường núi lên đây. Lên đây đúng không? Chuẩn rồi. Ôi, con gì hú vậy? Con gì hú ấy? Ôi, đây là một... Đây kiểu là như là một cái sóng ấy. Cái sóng mà nó phát ra mà chim chết ấy. Cái sóng này thì như là... Ở cái làng này thì như là có một cái trạm phát ra cái sóng điện từ này. Nó sẽ làm cây kiểu các con vật như là cá này, chim này chết hết. Người thì bị điên loạn. Trong cái làng này thì người ta bị nhiễm cái sóng này nên trở lên điên loạn với nhau. Họ có thể giết nhau. Mình thì cũng bị nhiễm rồi. Ui. Ở dưới kia có lửa trại kìa. Ui giời ơi, ngon. Anh gì cho em xuống đốt lửa trại chung ấy. Vào xuống như đéo nào, xuống như nào đây? Đường xuống ở đâu đây? Nhảy xuống đây chết ngay. À đây có cái rãnh này, ngon. Mình sẽ xuống đây và... Xuống kiểu gì đây? Nhảy xuống đây chết luôn đi. À nhảy sang bên này. 1, 2, 3.
nhảy qua chết luôn. Nhảy cái mẹ đầu đập kiểu như đầu đập vào ngực. Đầu đập vào thành chết à. Cái chết rất là sàng. Mời anh ơi, mời anh có thể cho em đốt lửa chạy cùng ấy. Ôi bọn nó chạy mất rồi. Ui con gì đấy. Thôi nhá anh ơi, em vào xin bắt cơm thôi mà. Ôi bọn này vừa thấy đông lắm rồi nhở. Đi đâu hết rồi. Anh ấy xin bắt cơm thôi. Băng đết rồi, băng đít. Ui có lửa trại này. Mấy anh này tổ chức lửa trại với nhau. Raft. Đây rồi, raft đây rồi. Thuyền đây rồi, thuyền đây rồi, thuyền. Thuyền đây rồi, ngon. Đi nào, đi nào. Thuyền đây rồi. Đây anh em có thể nhìn thấy không? Khung cảnh rất thơ mộng. Đó chính là một mình mình lấy thuyền. Thuyền đây. Đang lạc trôi đây. Không biết trôi về đâu. Mà mình đang tiến đến hình như là cái đường hầm mỏ. Hầm mỏ nơi mà Lin bị bọn theo kỷ Satan bắt. Mặt trăng đây. Hôm nay trăng rằm thế nào, trăng tròn thế. Úi giời ơi, bắt đầu sương mù rồi. Ôi anh ơi, sương mù nguy hiểm lắm, mẹ đâm vào đâu thì tóa hết cả mồm miệng. Mình bắt đầu nhạc lên rồi, nhạc lên rồi. Nhạc trôi đi đâu này. Ôi, cái gì ở dưới nước đấy. Chỉ quái à. Chỉ quái ạ. Đi cá chết hết này. These are signs. The apocalypse. Ui cá chết hết rồi. I'm just losing my shit. Mấy cái sóng kia làm cá chết hết. Làm những con vật nó chết hết rồi. Ui sóng thật. Ui ôi. Lên thôi. Ui. Ở dưới này có xác người, toàn xác người thôi. Cứu. Dưới này toàn xác người thôi. Cứu. Let me. Ui, ở dưới này. Ui, có cái con. Con gì dưới này đấy. Ui, thôi, anh ấy thay em anh ơi. Let me cái gì. Em không nên cứu em đâu. Em không cứu anh đâu, lên thôi. Mày ở dưới toàn xác chết thôi. Ôi lên kìa. Lên. Ui. Bị nó kéo xuống nước luôn. Ấn chậm quá. Nào bơi qua nào. Đấy nó kéo kìa. Đấy. Ui nó kéo. Nào kìa. Lên. Đi tiếp vào thôi anh ấy thay em anh ơi. Thì em về với cả. Mẹ em sợ quá. Dưới này có là thủy quái ạ.
cái con gì ấy trông giống kiểu cái con mà trông giống kiểu cái con quái vật mà ở trường học ấy, nó có mấy cái tua nó kéo gì đấy, hình như cái con lè lưỡi nhỉ, cái con lưỡi dài, sợ quá đi rồi. Cái gì kia, cái gì trước mặt kia, mấy cái thùng. Cái con này không biết đi đâu. Kẹt rồi. Trời ơi, kẹt rồi. Tôi xong một lỗi game rồi. Giờ có tự sát được không ta? Tôi xong rồi, ăn con lỗi game rồi. Giờ điều khiển cái gì đi? Lỗi game. Bị kẹt ở đây rồi. Mình sẽ chơi lại đoạn này. Ôi. Đang chơi thì bị lỗi game. À, xin lỗi tất cả mọi người, mình đang chơi thì bị lỗi game. Mình lái hơi ngu. Nên đi vào cái vùng đấy thì mắc kẹt luôn. Kiểu mắt mình cũng không nhìn rõ. Đây là mấy cái đá ngầm này mình chả nhìn thấy rõ đâu các bạn ạ. Xin lỗi vì vừa nãy nó lỗi game đó. Mình xin lỗi. Đừng bỏ lỗi lần nữa nhá. Chắc không lỗi đâu. Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Giờ đi tiếp thôi. Đi dọc theo dòng nước này. Đi không chấm mắc cạn nữa. Rồi một pha lỗi ghê rồi. Điều này sẽ không thể bị lỗi nữa được. Nào chúng ta đi thôi. Ôi. Nó đâm vào tảng đá rồi. Shit, fuck, come on. Ôi, không có thằng nào trên bờ ấy. Shit, fuck. Đi tiếp. Má đang đi thì bị rồi. Xin lỗi vì cái pha lộ fail rồi. Those are the ones. They took Lynn. I'm close. I'm almost there, Lynn.
Rồi mình đang đi đúng hướng rồi. Cult ones are dead. Nước sẽ đưa those good Christians. Nước đi đâu thì mình sẽ đi đó. Because God said she had to die. Thế nên làm bậc cái gì? Heretics, they want her to have the baby. When there's no baby, I have to. Jesus, Lynn. Đi cái này khá là tối. Mắt mình bị bắt. Đi nó hơi khó. Không, à, anh em xem thì thông cảm. Đến chưa ta? God. Ui, nó bắt cái gì xuống ấy. Đừng bỏ phê phát nữa nhá. Lại khó quá. Ui, chỗ này toàn sắc chết thôi. Đồng thế. Đây này, tôi sẽ quay cho mọi người xem. Chết, chết trôi phình hết cả lên này, mấy cái xác này. Toàn mấy anh bơi úp bơi ngửa. Chết sốc mặt luôn. Đang đi ngược lại à? Mải quay. Thành gỗ đi ngược lại. Ui, nó còn xiên thịt người đấy. Tiếp thôi. Đâu là đúng đường rồi, đi đúng đường nó xếp game cho mình rồi. Gom tới mỏ này. Mà cái này nhá, mình không được dùng camera với cả đi vào ban đêm này. Nếu mà đi một khi mình đã dùng camera thì là mình sẽ thôi đi mà. Tại vì nó tay trèo rồi mà. Nếu mà dùng camera thì tay trèo ấy cũng không trèo được. Tiếp đi kia thôi. Đến rồi đấy. Đấy nó vẫn xếp game cho mình vẫn đi đúng đường. Bố pha vừa nãy là fail thôi. Ủa chuẩn nước chảy xiết á. Đi không cẩn thận lại fail phát nữa. Ôi 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 trời ơi. Cái gì đấy? Đấm bố đá không? Shit the raft. At least they'll be there. Cái grab của ta. À bi đây đấy. Ngon. Anh này. Anh bị thang rồi. Giờ đi đâu đây? Đi ơi, đây grab chứ rồi, cứ thuyền như thế. Cái bọn nào ấy nó nhảy như vượn ấy. Nó nhảy như vượn luôn. Nó đang kiểu nó biết mình vào đây, nó chặn, nó ngăn chặn mình. Mà
Motherfucking no. Motherfucking no. Đây đây, bọn này đang tổ chức xiên người đây. Đây là ủ nội tạng này, ruột già này. Ủa cái ruột này bọn nó lối với nhau. Gan này, phổi này, ruột này, phèo phổi kinh đấy. À đây rồi, đẩy. Ui thanh niên khỏe phết, đẩy được cả cây này. À giờ mình sẽ đi qua đây để lấy cái bè thôi, lấy bè đi tiếp. À đáng sợ. Thôi đi. Ông nào đây? Ui thanh niên thấp cổ à? Kinh vậy. Đây, bụng 6 múi lên này. Thanh niên này cũng giống những người ở trong cái hang ấy, bị lột da. Bị lột da thì nó cho cổ. Khá là đáng sợ. Đi đúng không? Trả thuyền anh đây, trả thuyền em đây anh ơi. Thuyền đây rồi. Bọn gì nó kêu ấy. Mình đang đi đúng đường rồi, cố lên. Lát nữa là đến rồi. Đây rồi, hang đây rồi. Hang đây đúng không? Sao nước vẫn chảy ở thằng này? Nước vẫn chảy ạ, nó không dừng ở đây. Nó chảy xiết á. Hơi láng một tí. Nước càng ngày càng chảy xiết. Cứt ở đấy, bắt đầu nước chảy xiết là điều khiển hơi khó luôn. Ui mấy bọn kia kìa. Mọi người thì nhìn thấy ở đằng xa chứ, bọn nó đang quay đèn. Chắc không biết mình đến đây rồi. Lại xếp game không nữa. Không đi đúng đường. Ui bọn nó vứt ném đá xuống giờ nó biết mình đến. Thôi xong rồi. Ui bọn này nó khôn ra ném thủng. Ném thủng cả thuyền. Đấy bọn ở trên đỉnh núi này nó ném đá xuống này. Hỏng bỏ cái thuyền này. Đảo qua đấy. Lâu thế, lâu đến đấy. Đấy anh ơi. Đến nơi rồi, ngon. Đến nơi rồi, mọi người ơi, đến nơi rồi. Cuối cùng thì cũng đến cái hầm mỏ. Ui, bọn nào. Thôi mấy anh ơi. Anh lên bờ cho anh lên bờ anh ơi. Ôi. Má chụp chứ. Ui còn có cả con này dưới nước đấy. Cái nạn rồi.
Hóa ra con này thủy quái dưới nước à? Ôi 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 ôi. Đến bể chưa? Sao không bị chết à? Thế là khó thế. Bơi nhanh. Nó đuổi. Quay ở dưới này thì khá là nhìn rõ ấy. Nên nó có vẻ rộng vậy. Đi thôi, thành bể nữa thôi. Thoát rồi. Mấy phần này chơi khó quá anh ạ. Chỗ lại cũng không vào được. Nhà vệ sinh đây. À đây đúng kiểu phòng tắm ấy, phòng tắm ai mà bể bơi thì sẽ để ý đây là cái phòng tắm tráng ấy. Nhưng ai bơi bể bơi xong thì sẽ phải vào phòng này để tắm lại một lần nữa. Phòng này không có rồi. Đây hình như là phòng tắm của bên Nam thì vậy. Để bên Nam không? Về nữ, vào thử nữ đi. Nữ chẳng có cái gì đâu, có thể tắm sắc không? Hay là Nam với nữ tắm chung? Ui, ở đây có máu này. Thằng nào gõ trong đây nhỉ? Máu này không tắm nhỉ? Đây toàn máu này. Ui, toàn máu và máu ơi. Tắm luôn nha má. Ai không đây đi. Ôi cầu phun đống máu này. Từ ở bên này cũng có thằng nữa chứ. Rõ sao ra. Chỉ cần máu thôi. Đúng là nhà vệ sinh nữ có khác. Toàn chị em đến ngày này. Tích chữ ở đây. Đến lúc quá tải nó phun hết ra. Thôi té. Đây là thành quả của đến ngày đây. Máu linh láng cả đây. Kinh thật. He's coming. Ui. He's coming đâu vậy? Ơ. Nó đang thấy bạn chạy qua đây mà nhỉ? Cửa này vẫn khóa nhá. Nhảy xuống bể bơi mà là ăn lèn ngay. Nó có ở dưới, nó ở dưới bể bơi nó thủ sẵn rồi. À đây cửa mở rồi. Mình sẽ vào cửa này đi. Đừng hòng bắt được tao. Tôi bỏ mẹ nó đuổi rồi, nó đuổi. Ôi. Anh ấy đường cụt rồi anh ạ. Sợ quá, thôi ở đây rồi. Mình cũng xin được dừng clip ở đây thôi. Hẹn tất cả mọi người ở những clip sau của mình. Mình còn sợ hơn cả cái thằng mẹ chơi. Thằng trong nhân vật chính này cơ.
sợ vậy? Đau tim quá. Đau tim quá anh em ạ. Ôi.